grandfather của Scrum là gì vậy? Thì cái mô hình này là cái gì? Thì chúng ta thấy ở đây, tức là trong một tổ chức mà cái tri thức chiếm vai trò quan trọng ấy, nó có thể tồn tại được hai cái dạng. Cái khung khái niệm của ông Nakao là phân ra hai loại tri thức. Tri thức là cái gì viết ra trên giấy là một loại, và đấy là loại hiện, là explicit knowledge. Nhưng có những cái tri thức mà nằm trong người. Ví dụ có một cái ông nào đấy mà ông có thể làm được cái việc gì đấy, nhưng mà cái know-how đấy nó không nằm ở cái giấy tờ nào, không cái quy trình nào, không có sách vở nào ở trong công ty ấy hay là ở đâu cả. Thì một người có sở hữu nhiều kỹ năng, bản thân anh ta có tri thức, tri thức đấy nó ẩn trong người anh ta, và cái đó nó gọi là toxic knowledge. Một công ty thành công là công ty phải liên tục đưa cái chu trình biến đổi từ toxic đến toxic, từ toxic đến explicit, từ explicit đến explicit, từ explicit đến toxic một cách hiệu quả. Và chu trình ấy ông mô hình hóa bằng cái này. Phê bình thì nhiều lắm nhưng ta có thể nhìn thấy được những cái lợi ích của nó. Ví dụ như thế này, ý tưởng rất đơn giản. Ví dụ chúng ta bắt đầu từ đây chẳng hạn. Tức là một người có thâm niên nói chuyện với một người mới vào, chẳng cần nghĩ ra gì cả, mày làm như thế này, và thế là kiến thức được truyền từ người này sang người khác, tức là từ toxic sang toxic. Quá trình ấy được gọi là quá trình xã hội hóa. Có tương tác thì có chuyển giao, có tương tác giữa người với người là xã hội hóa. Một công ty mà để anh lập trình viên ngồi một chỗ từ đầu cho đến cuối chắc chắn là đang vi phạm năng lực của ai đấy, không tạo ra tương tác, không tạo ra sự học tập, nó không emerge cái gì cả, và đang lãng phí tri thức của mình. Rất nhiều toxic được viết lại, tổng hợp lại, nó ra cái này. Quá trình ấy là quá trình externalization, phát lộ tri thức. Ví dụ ông hơn 20 năm trong nghề, chắc chắn ông có cái gì đấy ngon, viết thôi. Khi gặp phải vấn đề thì ông làm thế nào? Viết thôi. Nó lộ ra rồi. Nó không viết thì mất thì giờ. Vấn đề này ông xử lý thế nào? Nói cái quay lại, chắc chắn ra vấn đề. Đấy là những vấn đề người ta đã từng làm như thế, người ta đã sử dụng như thế. Đấy là tri thức. Và khi mà ta tích cực phát lộ ra thì tức là ta có một cái kho mà nhìn thấy được. Toxic nó nằm trong con người, và nếu như ta không phát lộ ra con người đấy có vấn đề là thôi đọc, ông ấy đi mất là hết. Hoặc là nằm trong đấy không truyền cho người khác, truyền rất khó. Trong khi đấy nếu mà tôi văn bản hóa được, làm lại được cái đấy một cách dễ dàng, thì khả năng mà go mass của nó thì rất là khủng khiếp. Cho nên tại sao phải làm chuyện đấy? Là phải phát lộ nó ra. Nhưng mà ok, nếu mà phát lộ thì đôi khi là kinh nghiệm của từng người nó rất là chát, nó chưa ngon lành lắm. Thì tôi phải sử dụng những cái biện pháp nào đấy, tổ hợp lại, phân tích, rút ra, đúc rút thành mô hình, thành A, thành B, thành C, thành ra mô hình. Thì khi đấy, ta có một cái quá trình gọi là combination, để chuyển từ cái tri thức hiện nay sang cái tri thức hiện khác mà có cái chất lượng cao hơn. Và như thế thì nó nằm ở giấy tờ. Vấn đề là nó phải đi vào từng con người cụ thể, ví dụ nhân viên mới hoặc là nhân viên cùng là có kinh nghiệm nhưng cần được nâng cấp, thì nó phải đi từ ngoài vào trong. Quá trình đi vào bên trong nội hóa, tức là biến từ một cái thứ của người khác thành ra của mình, là internalization, và tiếp tục cứ tiếp tục như thế thì nó thành một cái dòng chu chuyển liên tục cái tri thức trong công ty, trong một cái nhóm đấy. Và như vậy là xét cái thực thể là một nhóm hay là một công ty, trong cái lĩnh vực về tri thức, phần mềm là một cái lĩnh vực như vậy, nó hoàn toàn có được những cái cách thức nào đấy hiệu quả để liên tục phát triển. Và đấy là cái lý do vì sao chúng ta có nhiều cái tương tác như thế ở trong Agile, rất nhiều tương tác.
chúng ta phải làm gì? Ví dụ như việc ghép cặp pair programming để làm gì? Ví dụ tạo ra những cái coding dojo để làm gì? Để tạo ra code bridges để làm gì? Tại sao lại phải retrospective? Rất nhiều thứ. Thực chất là ta đang tạo ra được một cái môi trường để tri thức nó biến chuyển, nó chu chuyển và nó dynamic. Không có quá trình đấy, ta đang lãng phí của tổ chức. Và cái không gian hỗ trợ cái việc ấy, được cái ông này dùng một cái từ ngữ rất là khó hiểu là ba. Không gian hỗ trợ tạo điều kiện để cho tri thức nó này nào phát triển và biến thiên thành chủ. Chúng ta có thể thấy rằng là hầu hết dân lập trình là cái dân không thích lý thuyết, dân hết sức là thực dụng. Và trong sách vở của giới lập trình có hẳn một cái tủ sách gọi là pragmatic bookshelf, toàn là những vấn đề thực dụng. Nhưng mà thực ra thực dụng là một triết thuyết, và triết thuyết ấy nó không loại trừ lý thuyết mà nó đưa lý thuyết vào hành động. Nó không phải là cái hình ảnh mà đối lập giữa một người là gặp vấn đề là làm ngay với một cái ông là xuất hiện ngồi nghĩ, mà thực dụng thực ra là tôi đưa cái lý thuyết vào trong hành động của mình. Cho nên khi dịch ra tiếng Việt một số người dùng gọi là hành dụng. Tôi học cái lý thuyết này để làm cái gì? Lý thuyết này đúng hay sai là bởi vì khi nó đi vào thực tiễn nó giải quyết được vấn đề gì, chứ không phải là bởi vì nó đúng thuần đúng sai bản chất. Nó với cái tự thân đấy bởi vì trong cái hành động. Và thế là trong cái hành động nó hàm chứa lý thuyết, trong hành động nó hàm chứa những cái tư duy, và đấy chính là cách nghĩ hành dụng. Thì như thế khi ta nghĩ về những người mà thực dụng ấy, theo cái nghĩa mà pragmatic của tiếng Anh ấy, nó không còn là những cái là sát mặt đất nữa, mà là nó thực sự trong đấy là hàm chứa những cái phương pháp, cách tư duy nhất định. Thì đây là một cái truyền thống rất là nổi bật của triết học Mỹ và cho đến bây giờ. Thế thì nói đến hành dụng là để nói đến ông Nonaka. Trong cái lý thuyết của mình, ông ấy đưa ra được một concept này đã từng được đón nhận hết sức nồng nhiệt vào năm khoảng 2011 của giới học thuật ở business ở Harvard, gọi là wise leader. Mọi người có thể search building communities of sustainable innovation và ta đọc thêm. Thế thì một lập trình viên anh cần phải được trang bị những cái lý thuyết nhưng mà hướng tới hành động. Còn một lãnh đạo trong một cái nhóm lập trình thì ông phải vừa là một người có những cái tư duy sâu sắc, thinker, nhưng vừa là một người làm việc hành động mạnh mẽ, cả hai trong một. Và khi đấy hiệu quả của ông mới nâng cao. Thì nói đến cái wise, tức là ông ấy vừa là một pragmatic nhưng ông ấy lại rất idealistic, tức là mong muốn mọi chuyện nó hết sức là lý tưởng. Cái chỗ này là cái chỗ nó bắt đầu nó rất khác so với trước. Trước hay là gì? Một ông quản lý hay là một ông chủ doanh nghiệp chỉ muốn là tôi được đào hóa lợi nhuận và tôi có thể hy sinh những chuyện khác. Và thực tế nó xảy ra chuyện đấy ở những cái công xưởng sản xuất. Tôi không quan tâm đến điều kiện làm việc của công nhân, tôi chỉ quan tâm là nó optimize lên công thức, cứ thế mà làm. Trong các doanh nghiệp bây giờ vẫn tồn tại cái chuyện như vậy. Thì cái optimize đấy nó không hướng đến những cái gọi là common good. Thì cái ông này là ông phải hướng đến những cái giá trị common good. Và đây đang là xu hướng hết sức là nổi bật của những năm đầu thế kỷ 21. Chúng ta thấy rằng là Google nó tạo ra điều kiện cực kỳ tốt cho nhân viên của nó. Đương nhiên nó cũng khiến cho nhân viên phải làm việc hết sức là khủng khiếp, cạnh tranh rất là khốc liệt. Nhưng đấy, nó tạo ra điều kiện rất tốt, nó cho phép dùng 20% để làm việc riêng.
nó đưa ông Thích Nhất Hạnh vào dạy thiền. Thế là nó hướng tới những cái giá trị nhân văn mà con người nên được hưởng. Điều hay ho là gì? Những cái đầu tư ấy nó phát huy tác dụng để nó tạo ra được cái năng suất và những cái sáng tạo lớn hơn. Để cuối cùng nó tạo ra được cái gì? Sustainable innovation. Chứ không phải là cái chỗ khai thác triệt để mà chúng ta có thể nghe thấy khi mà học được trong những cái bài học, những triết học Marx Lenin. Bóc lột. Tư bản là bóc lột. Những cái tư bản mới thì nó khác lắm. Các công ty mới thì nó rất là khác. Thì đấy là một cái nét mà rất là khác của thế kỷ 21, của lãnh đạo cũng như là của nhân viên thế kỷ 21. Nhân viên thì đòi hỏi nó khác đi, công việc nó khác đi. Thế thì bây giờ nó cũng dân chủ và quá nhiều công ty không giống ngày trước. Thông tin hôm nay tôi không nghe được. Ở đây có ai biết là ông Pháp Quý Bớt? Ông có trong tay bao tiền? Thông tin này leak, không có kiểm chứng nhé. Mới đúng hay sao? 2 tỷ. Mấy trăm triệu đô. Tức là thu nhập không biết. Tức là bây giờ cái cá nhân nó khác lắm. Nhiều người nói nó trúng sửa số, kể cả trúng sửa số cũng không bằng Flappy Bird. Mà Flappy Bird không phải là một ví dụ duy nhất, rất nhiều đâu. Tức là cái cá nhân của bây giờ thế kỷ này ở cái cộng đồng phát triển công nghệ này nó khác so với trước rất là nhiều. Và ta không thể đối xử theo cùng cái cách của đầu thế kỷ trước đối với công nhân lao động là đứng máy. Đòi hỏi nó cũng khác. Và người lãnh đạo mà thông minh, ở đây mình dùng cái từ gọi là wise, thông thái, là anh biết chuyện đấy và anh vận hành cái hệ thống của anh theo cái hướng nó tốt đẹp cho mọi người và anh sẽ được hưởng lợi. Đấy là cái key. Và như vậy chúng ta thấy rằng là có một hệ thống giá trị đang được thừa nhận, nó khác so với những hệ thống giá trị trước đây. Và hệ thống ấy đối với những người lãnh đạo, những người quản lý, anh có quyền lựa chọn để anh vận hành. Thì đối với wise leader ấy, thì ông ấy sở hữu một cái được gọi là practical wisdom. Monaka có sử dụng cái thuật ngữ của triết học cổ đại Hy Lạp, phronesis. Và cái phronesis này được định nghĩa là một cái năng lực thấu cảm để nắm bắt được cái thực chất, cái bản chất của sự việc hàng ngày, để từ đấy đưa ra được những đánh giá hướng đến những cái giá trị tốt đẹp của cuộc sống trong từng cái context cụ thể của mình. Thì ở đây cái năng lực này ấy, nó có những cái thành tố như là khả năng đánh giá cái gì là tốt, cái gì là xấu. Thì trên cả với thầy, hầu hết chúng ta được quẳng vào một vị trí quản lý nào đấy, ta không bao giờ bị thử thách mà. Nó cứ làm theo cái thông lệ. Nhưng bây giờ là đòi hỏi một cái sự độc lập. Anh phải biết đánh giá cái này là tốt, cái này là xấu. Bởi vì tôi hướng đến cái việc tốt đẹp. Thì lúc đấy đòi hỏi một năng lực khác. Khả năng tạo ra một không gian sáng tạo, trao đổi liên tục tương tác để phát sinh tri thức liên tục cho nhóm của mình. Hay là khả năng nhận biết ra được cái bản chất của sự việc. The sense, tôi cảm nhận được khi mà xảy ra sự việc, cái bản chất là cái gì tôi biết. Rồi là tổng hợp, phát huy, tích lũy, essence đấy. Sử dụng những cái khả năng hoặc là quyền lực về chính trị để ra được những quyết định tốt và điều hướng cái công việc của nó. Và phát huy được cái phronesis ở những người lãnh đạo khác. Thì khi mà ta nhìn vào các cái cấu thành của một wise leader ở đây á, ta sẽ thấy rằng là bây giờ cái hệ thống đào tạo các cái leader của chúng ta đang gặp phải vấn đề lớn. Chúng ta quan tâm việc truyền cho người ta những tool, truyền cho người ta những phương pháp kỹ thuật, nhưng lại không truyền cho người ta những cái thứ khác đủ
để người ta có thể trở thành được một leader tốt trong bối cảnh làm việc phức tạp. Có thể đấy chính là nguyên nhân tại sao mà những nhóm mà làm agile nhỏ tự phát bottom up trong những công ty trở nên hết sức khó khăn. Lãnh đạo không biết được nó tốt hay nó xấu. Thế mà lúc cái đầu ấy, cái lúc đầu ấy thì người ta phải dùng rất nhiều trực giác, rất nhiều những cái judgment mà không có được cái data, bởi vì nó là quả trứng của con gà. Làm sao để một lãnh đạo để biết là agile tốt cho cái nhóm của công ty này? Muốn biết nó tốt thì nó phải làm. Nó chưa làm gì có dữ liệu mà bảo nó tốt. Như vậy về mặt lý thuyết là chẳng có cái gì tốt cả. Chứ làm sao tôi biết là cái đấy nó tốt để làm? Thì những cái đánh giá như vậy nó đòi hỏi lãnh đạo ở những cái năng lực khác. Thế mà năng lực này thì nó được tích tụ qua một quá trình học tập liên tục những thứ phi kỹ thuật, những liên quan đến con người, lịch sử, triết học, văn học, nghệ thuật, v.v. Và những nhà tư tưởng này đặt ra vấn đề là trong việc đào tạo và huấn luyện nhân viên ấy, anh phải tập trung cả những cái chỗ mà hiện giờ đang khuyết thiếu là những cái nhân vật. Thì như vậy cả một cái bài mà tôi nói chuyện từ đầu đến cuối này thực ra chỉ có duy nhất một vấn đề này. Học Agile Mindset, Agile Culture. Thực ra học chỉ có duy nhất một cái từ này, học. Những cái học khi ta nói ra nó rất là đơn giản, bình thường nó rất đơn giản, nhưng hóa ra nó rắc rối. Học cái gì cái ấy, nó như thế nào, nó được vận hành như thế nào, áp dụng cho cái gì, hóa ra nó cũng lắm chuyện. Thế thì một tổ chức làm phần mềm là một tổ chức phức hợp không thể vận hành hiệu quả nhất nếu như nó được sử dụng bằng những cách thức truyền thống không khuyến khích việc học. Agile Mindset là cái mindset mà thừa nhận rằng là mọi thứ có thể lớn lên. Những cái gì hôm nay có thể đúng là có thể không còn đúng nữa vào ngày mai. Cái gì hôm nay là tốt, ngày mai có thể có cái nó tốt hơn. Quá trình phát triển của cá nhân hay là của một nhóm hay của tổ chức là quá trình liên tục học tập và phát triển. Và tất cả những cái gì mà chúng ta nắm được, mình cái practice, mình cái method hết sức cụ thể trong Agile, thực ra nó chỉ xoay quanh một chữ duy nhất là chữ học. Và đây không phải là quan điểm duy nhất mà tôi chia sẻ, hay là tôi không phải là người duy nhất chia sẻ cái này. Thì bài nói chuyện trên mây để nó kết thúc, nói chung là như tôi cảnh báo nên nhiều người là đã bỏ về. À không, không phải đâu. Họp 5 giờ 10 là họp. Thì có thể có cái vấn đề nào đấy mà chưa rõ thì chúng ta có thể nói chuyện thêm. Ý tưởng thì rất là nhiều. Trong mọi cái phương pháp của Nonaka thì có những phương pháp nào mô tả về học của một tổ chức, anh thể nói cho em có biết từ khóa thì tìm được không? Nhiều. Từ khóa là organizational learning. Mà dẫn ra Nonaka ở đây là bởi vì nó có sự trùng khít. Ở đây tôi muốn sâu chuỗi lại. Tôi không muốn vẽ là trên đời này có bao nhiêu học thuyết. Và tôi chỉ muốn sâu chuỗi lại là cái mindset đứng đằng sau của những người đẻ ra các phương pháp Agile nó là cái gì. Và cái mindset đấy người ta cũng mong muốn nó được truyền cho những người thực hành Agile ấy, nó là cái gì. Ta nắm được cái tinh thần đấy thì mọi việc mà ta thấy nó những cái obstacle ở đấy trong hoạt động hàng ngày, à hóa ra nó có tác dụng ấy. Để ta không nghĩ rằng là làm Scrum cũng làm được Daily Scrum thì bỏ làm Weekly Scrum. Trước
Chị mình hỏi cái vấn đề liên quan đối với những cái công ty làm phần mềm và áp dụng Agile Scrum này thì quản lý tri thức như thế nào cho nó hiệu quả? Quản lý tri thức là một cái category lớn. Và Nonaka đấy là một ví dụ về quản lý tri thức. Đấy là một ví dụ hết sức là rõ rệt về quản lý tri thức. Tức là tôi chủ động tạo ra không gian tương tác. Và nó có một cái thuật ngữ mà trong giới Agile nó gọi là Community of Practice. Cái Community of Practice là có thể áp dụng được cái phạm vi liên được tổ chức hoặc là bên trong một tổ chức. Đấy là cái chỗ để những cái người thực hành quan tâm đến cái biện pháp thực hành ở đấy, thảo luận với nhau. Anh này làm thấy hay, anh kia là có ý tưởng hay hơn. Hoặc là hai anh va với nhau để ra cái hay hơn nữa. Thì làm thế nào để có chuyện đấy? Thì tạo ra không gian, tạo ra bar. Thì anh phải tạo ra trong cái tổ chức những cái không gian để mà học tập. Ví dụ như công ty này thường xuyên tạo ra những cái không gian tương tác giữa người ngoài với lại bên trong. Anh công ty này cũng rất nhiều lần như vậy, có những cái open talk, những cái coding dojo, code retreat ở trong nội bộ của công ty. Nó tạo ra được những cái không gian tương tác. Thế thì đôi khi chúng ta không biết được đâu, không biết là cái đấy nó tạo ra cái gì đâu. Mà có số ngày xưa nó, tôi cũng không biết là bây giờ nó còn hay không. Ngày xưa nó có cái code camp, nó cứ làm cuối tuần chủ nhật. Thì ông nào không có vợ cháu thì chỉ làm đến đấy code với nhau. Rất nhiều feature quan trọng của Excel nẻ ra từ những cái ngày chủ nhật code camp này. Trong một cái complex ta không biết chuyện gì sẽ diễn ra cả. Việc của ta tổ chức ra không gian để cho cái tương tác ấy, trong những tương tác nó sẽ emerge những cái pattern. Thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là, tức đấy là quá trình xã hội hóa. Thứ hai là ghi lại. Không ghi lại thì lãng phí lắm. Hầu hết các doanh nghiệp bây giờ lãng phí cái khoản đấy. Chả ai ghi lại gì cả. Nhân viên vào mới tinh, xong lần sau một anh nhân viên khác vào cũng lại mới tinh. Làm nào để mà cái cũ nó truyền sang cái mới thật nhanh. Thì cũng có nhiều cách để làm chuyện đấy. Thì đấy là cái chuyện ghi đó lại. Hai nữa là rất nhiều công ty bây giờ nó có những cái chức danh nó gọi là Knowledge Director hoặc là Knowledge Manager hoặc là Director of Knowledge Management. Và những cái vị trí ấy quản lý tri thức, ông điều phối toàn bộ quá trình, ông không tham gia vào bất kỳ một cái quá trình cụ thể nào cả, ông không tham gia vào việc kiểm định chất lượng, ông chỉ có việc là quản lý cái tri thức của công ty ấy. Một trong những cái ông mà học giả mà mấy năm trở lại đây trong giới Agile và rất rất nổi tiếng, rất được đánh giá cao là ông Steve Denning, mà đang là một columnist của Forbes Mỹ. Ông chuyên viết về Radical Management và ông có mấy quyển sách về cái chuyện này. Và trước kia thì ông làm Knowledge Manager của World Bank. Và cái thời kỳ mà ông làm ấy, lúc rút ra là World Bank được là rất nhiều từ quá trình quản trị. Và chính từ cái thời gian mà làm việc lâu dài ở đấy, cộng với lại quan sát được những cái trào lưu của Agile, ông viết ra Radical Management để đưa ra được những cái lý luận mới về quản lý cho thực hiện. Ông cũng là một Knowledge Director. Chúng ta phải có đầu tư cho chuyện đấy. Và đầu tư ở đây chúng ta thấy rằng cụ thể là một con người như vậy. Đầu tư về tiền, về thời gian. Đầu tư ấy là đầu tư mà có thể phát huy được tác dụng rất là ghê gớm. Ta không biết được lắm. Không thể tính được. Cái quái dị trong một complex system ấy là không biết chuyện gì xảy ra cả. Thế còn mình hỏi nhé, cái cuối cùng là cái disorder dưới xử lý này, có lý thuyết không? Disorder tức là ta không nhận biết được. Để mà áp dụng cái gì? Ý nó là gì mà? Nó có cái order. Cần thêm thông tin. Cần thêm thông tin. Cần thêm thông tin. Thế không biết, cần thêm thông tin. Chả làm gì cả chẳng. Nhưng khi chờ chết cũng là một cách làm.
Certainly book quản lý tri thức. Buồn. Book từ 5 năm. Có một cách quản lý tri thức cực kỳ đơn giản mà FPT làm. Vẫn như bây giờ cũng vẫn 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 tác dụng. Làm một forum. Mà forum mà lại làm cho là anonymous lượng càng tốt. Chửi rủa chính sách kinh khủng. Chúng ta thấy agile mindset ấy, là tiếp nhận tất cả những chỉ rủa đấy để học tập, để hoàn thiện mình. Như vậy bước đầu tiên để trong nó chửi này, trong nó chửi trong nó tẹt ga đi, trong đấy chắc chắn nó có cái gì đấy có lợi cho mình. Tức là đấy là cái tư duy đấy, cái tư thế của một nhà lãnh đạo là khi tiếp cận với cái lời chửi, tao sẽ học được cái gì đấy. Trời ơi mày chửi, muốn chửi thế nào, phải có diễn đàn mà gặp nhau nhìn xếp nó chửi. Và anonymous, đôi khi thì cũng khó nghe thật, rất nhiều cái tiếng chửi cực kỳ khó nghe luôn. Nhưng mà trong cái chứng minh nó đấy, trong những cái quy phạm nhất định ở đấy về văn minh ứng xử bình thường, thì nó sẽ bộc lộ ra những cái chỉ trích là có tính chỉ, mặc dù rất gay gắt. Gần đây là FT tiến xa hơn nữa tới cái văn hóa chửi, là tổ chức một cách hệ thống, cái gọi là trưng cầu dân ý, hay gọi một cách khác gọi là áp dụng cái hội thảo Vivek Pol. Cái Vivek Pol tức là một cái hội thảo mà một cái phương pháp của một người Ấn Độ, ông ấy phát minh ra để mà tổ chức cho nhân viên trình bày về những cái củ chuối của công ty. Dĩ nhiên là cán bộ cấp cao nhất, ví dụ Trương Gia Bình, xuống ngồi nghe FPT Telecom nói về những cái việc không ra gì của công ty, thì không có lãnh đạo của công ty ngồi đấy, thì nhân viên nói hăng say đâu, nói thậm chí còn tâm huyết, khóc tứ còn chưa, rồi chửi lãnh đạo không ra gì luôn, chửi trước mặt sếp tổng. Thì vì nó được động viên, nó giống như không khí đấu tố này chứ. Thì cái khác ở chỗ đấu tố là có thằng chết. Cái bây giờ ấy là thực ra là để quan cấp địa phương lùi ra đằng sau là để dân nó nói, nhưng mà thực ra người mà được hưởng lợi nhất chính là quan địa phương, tức là ví dụ em đến thành phố, khi liệt kê ra hàng trăm vấn đề ấy, tôi phân tích, tôi phân loại, sẽ có những vấn đề mà đúng là phải khắc phục, thế nó đẩy cao hơn nữa về cái không gian để mà phát hiện ra những cái vấn đề. Đấy là cái thứ nhất là cái diễn đàn, thì đây là diễn đàn online, diễn đàn offline cực kỳ đơn giản, ai dùng được ai làm được. Bây giờ ta có đầy đủ tất cả các loại công cụ luôn. Cái thứ hai là một tờ báo. Tờ báo đầu tổ. Hóa ra cái này là cực kỳ là hay ho. Tờ báo chính thống của công ty là một cái cách thức nào đấy, nó truyền cái thông điệp một cách chính quy từ trên xuống dưới, hết sức là có hệ thống văn bản giấy tờ để có thể lục lại được. Và nếu được tổ chức tốt thì tất cả những cái know-how của công ty nó nằm ở đây, thì người ta truyền nhau rất là dễ. Thì tờ báo đấy có thể là online hoặc offline, giấy hoặc là e-newsletter. Ở AppShop là một đơn vị mà kinh nghiệm nhất cho việc sử dụng hai cái đấy. Trước là có một diễn đàn ở chợ Dưa, và đấy thì cũng dễ lắm. Bây giờ nó vẫn đang còn đấy. Và một cái tờ báo nội san là Cucumber, trong đấy ghi ra kinh nghiệm dự án đấy. Trong đấy ghi ra kinh nghiệm on-site. Cứ một cái ông này đi đâu đấy cái ghi bọn này, thì hàng ngày nó sẽ hiện ra. Đấy là một cách externalization. Khái niệm nói là cao siêu như vậy, nhưng khi nó đi vào cuộc sống nó rất là đơn giản. Và ta sử dụng hiệu quả nó thì nó sẽ phát huy được. Ai còn hỏi gì không? Tôi hỏi thế mà thầy cho biết thì F-Storm thì bây giờ có apply Scrum ra đến đâu rồi ạ? Bệnh chịu.
Epsop nó làm Scrum ở cái G10 từ 2006. 2006, 2005, 2006 khi mà có bên R&D nữa các bạn. Neopost ông vào và ông mới bắt phải làm Scrum. Hết đường chối cãi. Bắt làm Scrum. Và tao biết cử luôn chuyên gia ra và chuyên gia đến bây giờ cứ làm nào tổ chức sự kiện lớn đến. Cái ông Zero, ông là bậc thầy về Agile của Neopost. Sao ông đọc ạ? Tức là làm từ ngày xưa đấy. Em bây giờ ví dụ cán bộ bảo Agile là gì trái lại. Đặc biệt là cái đội ngũ mà từ G10 đi lãnh đạo. Thì phần nào đấy nó không còn nói là nó Agile đấy, nhưng mà nó sử dụng cái tinh thần đấy, nó xây dựng cái quy trình riêng của nó. Họ cũng gặp nhiều khó khăn. Chả có thể cái đơn vị sống là mà không có khó khăn. Chịu mình không phải ép sống. Ai đi không? Chưa một ngày tôi hôm nào giao lưu với cả bên MPT shop, MPT R&D ở bên này này. Nó nghe hơi nổi chõ thôi chứ không biết. Ở MPT gần đây, đại học MPT gần đây thu nhận được hai chuyên gia. Một là Nguyễn Thành Nam. Nam đấy. Thật đúng. Sang đại học MPT để làm việc. Hai nữa là gần đây là một lãnh đạo trẻ rất có năng lực bên Epsop sang là một công ty gọi là Fertico của đại học MPT. Đây là công ty chuyên cho sinh viên vào đấy để luyện chuẩn. 100% Agile. Lê Hà Đức là một cao thủ Agile. Mặc dù chả bất ngờ qua một trường lớp Agile là chính quy. Cái gì tốt thì sẽ làm. Thế tuy nhiên là khi nói là Epsop thì không có nghĩa là toàn bộ Epsop nó lại ào ào nó đi theo một kiểu.